Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Hôm nay Dương Minh Auto có địa chỉ là 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Toyota Ray. Chiếc xe này được sản xuất đăng ký năm 2021 anh chị nhá. Chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu anh chị ạ. Chiếc xe này thì mang ngoại thất màu đỏ. Chiếc xe là phiên bản 1.0 turbo anh chị nhá. Sau đây sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho mọi người có thể xem. Chiếc xe Toyota Ray là một chiếc xe trong khúc crossover gầm cao cỡ nhỏ anh chị nhé. Chiếc xe được trang bị rất là nhiều option đến từ nhà Toyota, động cơ 1.0 thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị. Đây, xe có trang bị cả cảm biến trước sau anh nhé, cảm biến trước sau. Ngoài ra thì xe được trang bị đèn LED anh chị, đèn pha LED đây, như giải đèn LED đây. Đó, chiếc xe này thì cực kỳ mới, lốp 4 lốp theo xe anh chị nhé, sô cua chưa hạ. Đây, độ dày của lốp đây rất dày anh chị nhé, rất dày đây. Là rằng như mới luôn chị, chiếc xe này chủ đi rất là giữ cái gì đấy chị. Đó, củ phanh sáng choang nha chị nhá. Đó, tất cả đây, lốp rất đẹp, là rằng thế chị, không có bị chảy xước gì. Đây ạ, một chiếc xe rất chi là phù hợp cho mọi người đi gia đình. Đó, nhỏ gọn vừa phải, ngồi cũng rất rộng rãi, option rất chi đầy đủ ấy chị. Đây, cùng đèn pha của xe đây, rất là mới chị nhá. Cảm biến trước đây. Đó, chiếc xe sử dụng động cơ turbo thì rất là tiết kiệm nhiên liệu chị. Chỉ có 1.0 thôi, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe mà ngoại thất màu đỏ, rất là màu đỏ này thì phù hợp với mọi người mệnh hỏa rồi. Đây, tất cả lốp lắp la răng theo xe đây đều rất đẹp anh chị. Độ mới của xe là rất cao anh chị nhá. Đây, chiếc xe này thì đang bán rất là chạy anh chị. Đó, thì đến phần cốp xe. Đây, đây là khoang cốp của chiếc Ray anh chị nhé. Đó, cốp xe thì rất chi là rộng. Đó, tấm chắn mùi này. Tất cả chiếc xe này thì là nguyên bản 100% anh chị nhé. Keo chỉ, ốc cửa, ốc cốp, ốc cabo đều nguyên bản 100% anh chị nhé. Chưa một lần tháo anh chị. Cốp thì rất là rộng rãi chị. Nhu cầu để đồ hàng ngày thì dùng thoải mái luôn chị nhé. Đây, chiếc xe này thì là lốp sơ cua chưa hạ, lốp sơ cua chưa hạ. Đây, tất cả dấu sơn này, lòng đây đều còn nguyên cả chị. Đó, rất đẹp. Đây là phần đuôi xe chị này. Đó, đây, lốp la răng này đều rất đẹp chị, như xe mới chị. Tiến đến phần nội thất bên trong. Đây, đây là tapi cánh cửa chị này. Đó, keo chỉ cánh cửa đây nguyên bản chị, keo chỉ zin là như này đấy. Đó, đặc thù của dòng Toyota đây. Chiếc xe này được trang bị ghế nỉ ấy, chị nhá. Đây là ghế nguyên bản theo xe chị, nguyên bản theo xe đây, rất mới chị. Cả thảm sàn nữa, trần thì vẫn là trần nỉ, chủ xe đã bọc trần rồi cho sạch sẽ chị, rất là cẩn thận. Đó, chiếc xe này ngồi rất là rộng rãi chị nhé, trần rất là cao nên là rất là thoải mái, đi đường xa chúng ta không bị mệt. Chiếc xe này có trang bị cảnh báo điểm mù nữa chị nhé, ở trên gương. Đó, xe có trang bị gương kính chỉnh điện cũng như là gập gương điện chị. Đây, đây là ghế bên lái chị này. Đó, rất mới chị này. Đó, ghế bên phụ này. Đây ạ, đây là phần cần số của xe chị nhé. Đó, rất là mới luôn. Xe trang bị màn hình lớn kết hợp với camera lùi anh chị nhé, điều hòa auto. Đây là phần vô lăng của chiếc xe đây. Để em quay kỹ tất cả những cái khóe vô lăng đây. Đây, tất cả hai bên khóe vô lăng này không có mòn một tí gì luôn anh chị, rất mới luôn. Xe trang bị đèn nổ start top chị. Đây, nẹp inox của chủ xe cũng đã lắp sẵn rồi. Đây, khoang nội thất của xe đây. Thế đến phần động cơ. Đây chính là động cơ 1.0 turbo của chiếc Toyota Ray anh chị. Em sẽ quay kỹ đây, tất cả ốc chân máy này, ốc nắp cần cò này, tem mát này, ốc cabo nguyên bản này nhé. Đó, keo chỉ cabo nguyên bản 100%. Đây ạ. Đó, mọi người có thể thấy đây, máy móc sáng choang này, cổ turbo này. Chiếc này đi thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị yên tâm.
tất cả khung xương răng đầu đây, các con ốc đều chưa một lần tháo mở. Và sau đây em xin được tóm tắt lại chiếc xe này, chiếc xe Toyota Ray, chiếc xe sản xuất và đăng ký năm 2021. Chiếc xe này mang tên tư nhân, một chủ từ đầu và đang được bên em chào bán với giá đang quanh 500 triệu. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra có thể dùng số điện thoại đó để các bạn Zalo để bên em có thể gửi full hình ảnh cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị về chiếc xe này. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Dương Minh Auto.